Xin mời các cao nhân đánh giá trực lập vọng vân. Thực sự nếu mà em có em vác đấy ạ, vừa có quán trọng thật sự là hẻm đấy. Xin chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ quay thật là kỹ cái tác phẩm mà có tên là Trực lập vọng vân của anh Quỳnh, ông Vân Thường Tín, Hà Nội. Một cây trực thật sự là đẹp, đó là một cây sai cơ đại. Nhưng mà từ cái triển lãm Đông Anh về cái triển lãm lần này mà thấy nó khác nhiều lắm, rất là nhiều luôn, thấy đẹp hơn rất nhiều. Do cái bộ bông tàn nó này nó mịn. Trước tiên thì chúng ta sẽ ngắm tổng thể cái dáng của nó. Về chiều cao thì cây này nó rơi vào đâu đấy cỡ khoảng 2 mét, gần 2 mét. Tiếp theo thì chúng ta cùng xem cái bệ để đây là một cái cây xanh trực ôm đá. Đây, cái rễ nó của gừng, cái rễ nó bắt đầu nó hóa rất đẹp. Nói chung cái bộ đế này làm cũng kỹ, sạch sẽ, mịn. Giờ này đẹp hơn nhiều, đẹp hơn, đẹp hơn nhiều. Đẹp hơn là cái quanh. Cái vị trí đặt thì nó vào đầu cổng thì nhìn có thể nó cũng nổi hơn nhiều lắm. Đó, tiếp theo thì chúng ta phải nhìn thấy cái thân vệ của nó, cái thân của nó. Thân thì quá là nhiều nu, cũng là một cái cây xanh già khủng khiếp ấy. Tuy nhiên là cái cây này thì nó không hoàn toàn, nó còn cái nét cổ nữa, và cây này đã làm theo cái lối mới. Nhiều chi tiết theo lối mới. Và nhìn trên thân nó rất là nhiều cái cục nu nhỏ, nu nhỏ, nu lớn. Đây, cái tay chốt nó cũng đẹp, khá là dẻo. Bố cục nó kéo thấp cây luôn xuống. Rễ rất mịn, không có tác động mấy. Ngày xưa cũng có một chút cái thủ thuật gọi là đập vỏ đấy. Thời gian 5 tháng già chai lì. Cây được làm cái thạch thư cũng rất là cầu kỳ luôn. Thạch thư, chữ Hán. Trực lập vọng vân cũng là một cái từ Hán. Nhìn thân cái đoạn này, cái này là nét rất già. Tuy nhiên là cái màu sắc của nó thì nó chưa được vàng, nó chưa vàng như là một số cây già khác. Và cái chi tiết chúng ta cùng ngắm này. Ở cái chỗ này nó có hai cái cành áp vào nhau và nó chuyển chi ra chạy khá là rộng bóng, cân đối. Và ở đây có rất là nhiều chi tiết kỳ dị, tuyệt vời. Cái cành rơi la đà xuống rất điệu. Bông dăm làm rất kỹ này. Đấy nhá, này phải chia, quý vị nhìn thấy là anh Quỳnh anh ấy chia các cái xương cứng chính ra, chia xương chính sau đó là lấy các cái dăm nhỏ lên. Đấy, có xương chính mạch lạc rõ ràng. Đây, một cái nhánh này ra chia thành 3 xương, bên này cũng vậy. Kia là một cái bông dương, chỗ này cũng là cái bông dương lên, sắp xếp các bông. Chính cây to này là xử lý nó cũng dễ hơn vì các bông nó cũng
sẽ khó bị đầy đè vào nhau. Làm rất kỹ. Cái này là bộ răm cũng bắt đầu gai rồi. Cái đường cổ ngọn kia chạy rất đẹp. Và chúng ta có thể thấy là cái quả phúc rất là to và đầy đặn. Đường chạy cổ ngọn tuyệt vời. Bố cục rất là đều, ấm, tỷ lệ có nét thu, có nét phóng, có nét rơi. Rất đẹp. Cái thạch thư này làm cũng rất là cầu kỳ. Nếu mà không có cái cành ở giữa này thì kìa, cái cây này nó sẽ bị quá cao. Một cái thủ pháp để dùng cái cành giữa này để kéo nó xuống. Cái này thì tôi quan sát thì cái quả phúc nó đang hơi bị nghiêng thì phải. Nếu quý vị nhìn xem có đúng không? Ở các cái bông ở phía trên nó đang hơi bị nghiêng. Nên là do chủ nhân họ cố tình hay là nó đang bị như vậy thì tôi cũng không rõ lắm. Có thể sau anh Quỳnh sẽ kéo lại thì để cho cái quả phúc nó mặt này thì rất là cân, mặt kia thì hơi lệch một chút. Là có thể nhìn được cái bông rất đẹp. Rất cân đối giữa chậu này, bệ này. Đó. Và chiều cao, bóng ngang của cây cân đối hài hòa. Khoảng sáng đều. Nhưng mà cái xử lý cái phần bông dương rất nhiều. Bông dương của các cái cành chi rất nhiều. Nó che đậy. Còn ở dưới thì tôi quan sát là những cái bông ở đường chi cuối cùng là chạy xuống bông rất to. Còn ở các cái đoạn trên là các bông nhỏ xếp lớp vào nhau. Ok. Và nó là một trong những tác phẩm đẹp, có tiềm năng. Tác phẩm rất quý của anh Quỳnh, Hồng Vân Thường Tín, Hà Nội. Ở cái góc này chúng ta sẽ nhìn thấy cái đường phóng rất đẹp. Nó thoát hẳn khỏi thân, nó không bị bó buộc. Đây là một sự thành công rất lớn. Rồi, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.